Trọng kính cha quản hạt giáo hạt Đông Hưng. Trọng kính cha quý cha cố, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý cụ ông bà và toàn thể anh chị em. Hôm nay nhân ngày lễ sinh nhật trên trời của cha thánh Đan Minh Đinh Đức Mậu, chúng ta trở về nơi đây giáo xứ Phú Lạc để dâng thánh lễ tạ ơn kính ngài. Nhìn vào bầu khí của ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy một bầu khí tràn ngập niềm vui của đức tin, ân sủng, niềm vui của sự gặp gỡ và niềm vui của sự hiệp thông. Quả thật hôm qua tôi được cha xứ gọi điện để mời về lễ và ngài xin để chia sẻ tôi với mở tiểu sử của Thánh Mậu ra mới đọc. Quả thật lòng sùng kính đối với các thánh tử đạo Việt Nam thì tôi rất yêu mến, bởi vì đầu đời linh mục của tôi thì đi đến đâu cũng là gặp gỡ được rất đông các thánh tử đạo. Ở dưới hạt Thái Thụy cũng vậy, và giờ đây lên Ngọc Đồng vậy, rất đông đảo. Nên tôi rất là yêu mến. Nhưng mà có một điều là riêng Thánh Mậu đây thì tôi cũng không đọc kỹ tiểu sử của ngài. Tôi còn lầm lỡ là cả lẫn lộn với lại cả cha Thánh Mậu ở Duy Lãng đấy. Nhưng mà sau khi đọc tiểu sử thì thấy ngài quê ở Phú Nhai, nhưng rồi bị bắt ở Duy Lãng, Kẻ Riền, rồi tự đạo ở Hưng Yên, rồi sau đó thì lại được đưa về Phú Lạc để an táng. Chắc là Phú Lạc có một cái duyên nào đối với các thánh tự đạo. Và người ta thường nói là đất lành chim đậu, nên Phú Lạc rất là vinh dự được đón cha thánh thì tự đạo để về an táng ở đây. Và đương nhiên cái ngày tính ngày sinh nhật trên trời của thánh mà Đan Minh Đinh Đức Mậu hôm nay chúng ta được vinh dự, bởi vì quê hương giờ đây thì ở trên trời, nhưng thân xác ngày an táng nên cách nào đấy chúng ta vẫn vinh dự, bởi vì là được đón nhận ngài an nghỉ ở đây. Và cũng đương nhiên mặc nhiên nào là quê hương của ngài. Vì thế nên trong niềm vui thay lời cho cha quản hạt cũng như quý cha và quý khách hôm nay về đây tham dự, xin được gửi tới cha chánh xứ cũng như các quý chức tân cựu và mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Phú Lạc lời chúc mừng. Và xin Chúa qua lời truyền cầu của Thánh Đan Minh Đinh Đức Mậu ban cho chúng ta tràn đầy niềm vui, ân sủng và không ngừng thăng tiến trong đời sống làm chứng cho Chúa. Chúng ta đồng tràng pháo tay để chúc mừng. Và quả thật khi nhìn vào cái bầu khí này, ngày lễ hôm nay kính Thánh Đan Minh Đinh Đức Mậu ở giáo xứ Phú Lạc, tôi cảm thấy như là mình có một cái như là phần phải tị. Bởi vì giáo xứ Phú Lạc tổ chức hoành tráng quá, từ bầu khí ở ngoài đường cho đến vào trong ngày lễ, và thế rất là trang nghiêm, rất là sốt sắng và đông đảo. Ngày lễ kính thánh hôm nay đâu có phải là ngày Chủ nhật ngày thường, mà chúng ta biết là ngày thường như ở trên Hưng Yên của chúng tôi á, là nhà nhà công ty, người người công ty. Thế mà ở Phú Lạc tôi thiết tưởng rằng cũng trời ấy, đất ấy, nhưng mà sao hôm nay lại đông thế. Đấy, thế cả có các em rất là đàng hoàng. Không biết là như thế nào, các em có nghỉ học hay không. Và ở trên Hưng Yên của chúng tôi thì không phải là quê hương của ngài, không phải là một thánh mà còn tới hai thánh nữa. Đấy, mà ngày lễ kính các thánh miền Hưng Yên của chúng tôi cũng phải cố gắng lắm. Nhưng mà tôi thấy được nhiều cái điểm còn thua ở Phú Lạc này. Mà sáu thánh chứ đừng đùa đâu. Sáu thánh, đấy, sáu vị thánh của cả miền Hưng Yên. Còn nơi của tôi đang phục vụ, chúng ta biết giáo xứ Ngọc Đồng là có một vị hiển thánh quê hương ở đó, sinh ra ở đó, lớn lên, và rồi thì
trưởng thành rồi đi dâng mình cho Chúa trở thành lính mục. Đấy. Người con đúng của Ngọc Đồng, không sai tí nào cả. Và cùng với vị hiển thánh đó, chúng ta biết còn có 32 đứng hiển phúc nữa. Đấy. Còn đông lắm. Ở đây hôm nay có cả cha xứ Tiên Chu, rồi thì ở giáo xứ Hưng Yên có tới 2 vị thánh cùng quê. Và tôi thấy rằng thì tổ chức không được như Phu Lạc hôm nay. Vì thế nên hôm nay phải nói được rằng chúng tôi thấy cảm phục trong đời sống đức tin. Chắc chắn ngày hôm nay Thánh Đa Minh của chúng ta, Thánh ở trên trời, Ngài rất vui, và chắc chắn Ngài sẽ đổ nhiều chuyển, xin ơn Chúa chuyển cầu cùng Chúa, để chuyển cầu cho chúng ta, để kéo nhiều ơn Chúa đến với giáo xứ của chúng ta. Và trong ngày lễ kính Thánh Đa Minh của chúng ta hôm nay được đặt ở trong cái khung cảnh của tháng 11. Tháng 11 chúng ta biết là rất nhiều lễ kính các thánh. Từ ngày đầu tháng, ngày mùng 1 là kính các thánh đam nữ ở trên trời. Ngày hôm qua chúng tôi đi dự lễ kính Thánh Martin de Porres. Đấy, đồng quá sức, đồng hơn ngày lễ truyền giáo rất nhiều. Rồi trong tương lai của những ngày tới, trong tháng chúng ta biết là còn ngày lễ kính các thánh tự đạo Việt Nam, đấy, 24 tháng 11 nữa. Rồi còn mừng một Chúa Nhật trọng thể nữa, rất là đặc biệt. Nên chúng ta thật là vinh dự ngày sinh nhật của Thánh Đa Minh, mà chúng ta được vinh dự đón Ngài an nghỉ ở nơi đây, được trùng vào ngày mùng 5 tháng 11 hôm nay. Rồi chúng ta trong cái bầu khí, trong cái mối tương quan với ngày lễ của các thánh và các thánh, chúng ta cũng vui mừng hân hoan, bởi vì chúng ta được mời gọi nên thánh. Mời gọi nên thánh, Chúa Giêsu đã minh nhiên nói: "Chúng con hãy nên thánh vì Cha của chúng con là nên thánh." Và quả thật chúng ta là thánh khi chúng ta được gia nhập vào gia đình ba ngôi của Thiên Chúa. Chúng ta là thánh. Vì thế mà Thánh Phaolô khi Ngài đi đến các giáo xứ, nơi đến các cộng đoàn, Ngài xin kính chào các thánh ở Corinto, ở nơi này, ở nơi kia, vân vân. Đấy, các thánh. Khi mà chào anh, giờ đây mà giả như chào quý cụ ông bà, anh chị em, các thánh bảo: "Ủa, cha nói như thế nhiều khi." Các thánh đâu có phải chuyện đấy, là những con người được Thiên Chúa tiền định rồi nhào nặn, đâu có phải là làm thánh về thánh thiện lắm. Đấy, chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta thấy được rằng chúng ta được mời gọi nên thánh khác nhau, bằng với những bậc sống khác nhau. Đấy. Và chúng ta được gia nhập vào gia đình ba ngôi của Thiên Chúa. Và qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được biến đổi từ tình trạng này sang tình trạng khác. Từ ở một cái tình trạng của đêm đen, từ ở tình trạng của đêm tối, từ ở tình trạng của tội lỗi, trở về với cái tình trạng của ân sủng, của từ trở về với tình trạng của ánh sáng, trở về với tình trạng của thần linh. Đó là một cái ân sủng cao quý lắm. Và đó là chúng ta. Thế nên Thánh Phaolô bảo: "Anh em không còn là những người xa lạ hay là những người tạm trú, nhưng là những người đồng hương với các thánh là như vậy." Vậy hôm nay chúng ta vui mừng hân hoan. Và trong cái bầu khí của ngày lễ hôm nay chúng ta cũng thế. Toàn nói đến cái điều vui mừng hân hoan, bởi vì các ngài được chia sẻ và thông phần với đốm khổ của Đức Kitô. Bài đáp ca: "Chúa đã đối xử đại lượng với chúng con, nên chúng con mừng rỡ hân hoan." Hay là trong thánh vịnh có câu là: "Ai gieo trong lệ sầu sẽ gặt trong hân hoan." Vì thế cái sự đau khổ của các ngài một cái sự niềm vui, niềm hân hoan. Đấy. Và cứ theo cái nhìn của người đời thì làm sao mà có thể mà vui lên được. Bởi vì chúng ta biết là gần 300 năm bị bách hại, người Công giáo Việt Nam đã phải trải qua biết bao nhiêu những gian nan thử thách. Nào là cấm, gông cùm, tù tội, nào là đòn vọt, nào là xích xiềng. Với 6 triều vua và 53 sắc dụ cấm đạo đã cướp đi mạng sống của trên 130.000 người. Họ đã
anh dũng ngã xuống để bảo vệ niềm tin của mình. Có lẽ không chỉ giáo đoàn Việt Nam mà còn trong suốt dọc dài lịch sử của giáo hội, người tín hữu Chúa Kitô dường như đều gắn liền với những cuộc bách hại. Trong giáo hội thời sơ khai cũng vậy, các tín hữu bị bách hại dữ dội. Thế nên các ngài vẫn vui, vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì được chia sẻ và thông phần với sự thống khổ của Đức Giêsu. Sách Tông Đồ Công Vụ đã thuật lại khi mà các ngài bị đánh đập, bị hành hạ, thì các tông đồ vui mừng, lòng đầy hân hoan vì thấy mình xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu Kitô. Và cũng vậy, chắc chắn các thánh tử đạo Việt Nam là những người thấm nhuần tinh thần của giáo hội, và qua lịch sử giáo hội các ngài được đức tin nuôi dưỡng, và cái mối tương quan của các ngài với Chúa, gắn bó với Chúa, nên cái niềm tin của các ngài cũng vậy. Nên khi mà đối diện với những cái khó khăn, nhất là bị cấm cách về niềm tin, thì các ngài sẵn sàng chịu đau khổ vì Đức Giêsu, như là tin mừng hôm nay nói đấy, được vác thập giá theo Chúa Giêsu. Và lời mời gọi của Chúa Giêsu đã mời gọi những người đi theo Chúa: ai muốn theo tôi phải từ bỏ, vác thập giá mình mà theo. Mời lời mời gọi rất tự do, và những con người đáp lại cũng rất là sẵn sàng để đi theo Chúa và để thông phần vào nỗi đau khổ của Chúa. Vâng, trong đó chúng ta phải được kể là thánh mà Đa Minh, Đinh Đức Mậu hôm nay, ngài cũng sẵn sàng vui vẻ khi bị bắt bớ, bị gông cùm trăng trói, bị bách hại vì đạo Thánh Chúa. Ngài rất vui. Theo như lịch sử thì kể thì ngày 27 tháng 8 năm 1858, khi bị vây ở Kẻ Diền và bắt được cha Mậu và những người phục vụ trong nhà xứ và một số giáo dân khác giải về Hưng Yên, hơn 2 tháng bị giam trong ngục tù, nhưng cha vẫn sống niềm vui, niềm hy vọng. Và cha còn biến cái nhà tù trở thành nhà tu, biến cái đau khổ thành vinh quang, biến những cái thất vọng thành niềm hy vọng. Được biết tại đây cha gặp gỡ và khích lệ giáo dân cùng chị bị giam, và để động viên khích lệ cho những người cùng với ngài chấp nhận những đau khổ vì niềm tin. Và tại đây cha giúp đỡ cho nhiều tội nhân hoán cải đời sống, đặc biệt là một số người được lãnh ơn hòa giải. Và đối với mọi người, cha luôn cư xử nhân ái, yêu thương, chăm sóc, nên ai cũng quý mến cha. Theo như lịch sử cho biết là bà Anna Ngoan, một người vẫn thường xuyên vào thăm cha trong tù, khẳng định rằng các lính canh cũng kính nể và khâm phục cha. Ngài có một cái sức thu hút và biến đổi những con người gần gũi ngài đều trở thành những con và cảm tình với tất cả mọi người. Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, chúng ta biết giờ đây là bậc tôi tớ, bậc đáng kính, đang chờ ngày để một ngày nào đó phong lên bậc chân phước. Chúng ta biết là ngài có 13 năm trong tù và 9 năm là biệt giam. Và ngài, người ta phải vất vả lúc đầu, trong cái thời kỳ đầu là người ta phải phục kích rất là kỹ lưỡng, và người ta thay đổi liên tục, thay đổi người để cho rằng ngài khỏi quen. Mà chúng ta thấy ở nơi ngài có một cái ngạc nhiên là ngài rất là bình dân, yêu thương, cởi mở. Thế nên khi mà cán bộ ở nhà tù đó đều có cảm tình với ngài, thân ngài lắm. Sáng ra thì ngài hát, ngài hát tiếng Latin thì các anh thấy hát hay lắm, chả biết. Thì ngài đến ngài dạy cho, ngài dạy tiếng Latin, rồi dạy tiếng Anh, dạy tiếng Pháp, rồi ngài hướng dẫn cái cách sống, lối sống, niềm hy vọng.
là người ta có thể dễ mến, dễ thương. Thế và các cái cán bộ ở nơi nhà tù có cái lạ cái là trở thành người thân với ngài. Thế nên họ bảo thôi chết rồi. Thôi thì vì muốn tháng họ nghĩ rằng là phải thay một người, muốn tháng thay người để cho ông Thuận khỏi quen. Đấy. Và cứ như thế, anh nào thay dần dần ngài cũng cảm hóa trở thành bạn thân hết. Và cuối cùng họ bảo thôi thôi, lần này thì không cho nữa. Chứ nếu mà cứ nhà tù mà cứ cho thêm các cán bộ vào thì sau này thì hỏng hết. Bị ông này ông đầu độc hết. Mà đầu độc có cái dầu xấu đâu, chỉ có tốt thôi. Đấy, chúng ta thấy hay vậy. Cha mộ của chúng ta cũng vậy. Ngài luôn luôn đấy, biến cái nơi đó để trở thành cái điểm hy vọng. Bởi vì những con người có một cái cảm nhận cái sự sống của Đức Kitô và được chia sẻ, biến tất cả những cái đau khổ trở thành niềm vui, niềm hy vọng là như vậy. Đấy. Nên chúng ta thấy trường hợp của... Vì thế nên hôm nay chúng ta thấy tử đạo là những người như thế nào? Hôm nay người ta rất dè dặt với cái từ ngữ, cái danh xưng tử đạo. Có lẽ vì hai chữ tử đạo nên diễn người ta khiến liên tưởng đến những cuộc thánh chiến, những cuộc đánh bom tự sát. Đấy, như các chiến sĩ cảm tử Hồi giáo, chúng ta biết làm sao người ta sẵn sàng lắm chết ngay lập tức để bảo vệ tôn giáo của họ. Và người ta chết là người ta tưởng nghĩ là hạnh phúc lắm, được về với Đức Ala ở trên trời ngay lập tức. Đấy. Thế rồi Socrates, chúng ta biết một nhà triết gia chết để bảo vệ chân lý, ông uống để một cái thuốc chén thuốc độc chết từ từ để những người chết đó có phải là cái thánh tử đạo không? Đấy. Rồi ngay lịch sử của Việt Nam của chúng ta có hàng ngàn chiến sĩ bác sĩ chết để bảo vệ cho chân lý. Nhưng mà có phải là những người đó chết như vậy là để là tử đạo không? Đấy, đấy là một vấn đề mà chúng ta phải, tử đạo là như thế nào? Đấy, các thánh tử đạo của chúng ta là khác, các ngài không như vậy. Mặc dù các ngài với những bậc sống khác nhau, xuất thân từ những môi trường không giống nhau, có vị là giám mục, có vị là linh mục, rồi có vị là trùm trưởng giáo dân, thậm chí có vị nắm giữ trọng trách trong triều đình như là thánh Mi-ca-e, Hồ Đình Hy cũng vậy. Tuy nhiên các ngài đều có một cái điểm chung là tình mến Chúa thiết tha và lòng yêu mến quê hương nồng nàn. Cái chết của các ngài không hề mong màu, mang một cái màu sắc hận thù, không có. Cái thánh tử đạo là thế, nó khác với này. Người ta chết nhưng mà vẫn bực lắm. Đấy, không trả nợ được thì con cháu trả nợ, còn đây thì không, các ngài yêu mến. Đấy, tình yêu mà không có hận thù, đó là cái mấu chốt của các thánh là như vậy đó. Đấy, nó khác với các cái chết khác là như vậy. Đấy, cái chết của các ngài đã phát xuất từ một niềm tin, như là thánh Mi-ca-e Hồ Đình Hy đã nói: tâu bệ hạ đã 30 năm phục vụ dưới triều vua, lúc nào hạ thần cũng hết lòng yêu nước, nay hạ thần cam chịu mọi cực hình để nên giống Chúa Kitô. Đấy, yêu mến quê hương đất nước. Vì thế mà nguyên ngữ của cái chữ tử đạo Masti có nghĩa là làm chứng, làm chứng, người làm chứng. Ngày hôm nay người ta không còn những cuộc bách hại đẫm máu, những tra tấn, những gông cùm tù tội, hoặc là ít ra không có gắt gao như cái thời của các thánh tử đạo cha ông của chúng ta. Tuy nhiên, người Kitô hữu của ngày hôm nay, người tín hữu hôm nay, chúng ta đừng quên rằng vẫn phải đối diện với muôn vàn thử thách. Chúng ta đang sống một cái thế giới thực dụng. Văn hóa thực dụng là lối sống hưởng thụ của ngày hôm nay. Một cách nào đó đã và đang cản trở chúng ta thực thi các đòi hỏi của tin mừng dưới một thế giới văn minh tiện nghi, việc đạo đức thuận lợi. Nhưng biết đâu có khi chúng ta lại là những người chối bỏ niềm tin của mình. Không ngạc nhiên có điều đó đâu. Cuộc sống ngày hôm nay chúng ta có nhiều những cái tự do, nhiều những cái ưu đãi, nhưng mà thái độ của niềm tin của chúng ta như thế nào thì rất là hiển nhiên. Chúng ta biết đấy, đời sống mối tương quan của chúng ta, con em của chúng ta ngày hôm nay như thế nào, ở nhà xem phim hoặc là đi cái chuyện này chuyện kia, còn đến nhà thờ theo cái lối đạo đức bình dân như ông bà cha mẹ của chúng ta, ít lắm, ít lắm. Này,
Vì thế nên chúng ta biết bao nhiêu thấy cái cuộc sống, lối sống ích kỷ, chỉ chăm lo đến ốc đảo riêng của mình. Đó là khi mà chúng ta tập bỏ từ, chúng ta bỏ qua cái lời thề ước, kể cả những đời sống hôn nhân gia đình, rồi trong cái biết bao nhiêu những cái tệ nạn, những hành vi mà chúng ta thấy trắng trợn nhiều khi chà đạp đến nhân phẩm, và chúng ta thấy nạn phá thai ngày hôm nay là đang xảy ra như cơm bữa, một tình trạng có thể nói tình trạng những người sống trẻ sống buông thả. Đó là khi chúng ta coi trọng cái cuộc sống của ngày hôm nay với lối sống hưởng thụ, nhậu nhẹt, chơi bời hơn là giờ kinh lễ. Đó là khi chúng ta phải chia rẽ hận thù và phá rỡ vũ dây hiệp thất. Khi có những cái chuyện như thế là chúng ta thấy nó dễ dàng ấy, ta không có cái lối sống đạo đức thì bắt đầu gây sự chia rẽ hiệp nhất ở nơi gia đình, ở nơi cộng đoàn, ở nơi cái môi trường của mình, không thể trở thành người tốt được. Người Kitô hữu tốt thì cũng là người công dân tốt. Đấy, vì thế, vậy chúng ta phải làm sao ngày hôm nay chúng ta không có đau khổ như các thánh tử đạo, và chúng ta được mời gọi thông phần là chia sẻ giữa một cái thế giới của ngày hôm nay đầy những biến động, đầy những xáo trộn như thế. Chúng ta được mời gọi sống trong thế gian nhưng lại không thuộc về thế gian, và điều đó thật không đơn giản chút nào. Chúa muốn chúng ta phải trở thành những ném men để vùi trong đống bột. Men không được tách bột, và men cũng không được biến chất thành bột, bởi vì nếu như thế thì men sẽ trở thành vô ích. Vâng, muối, men và ánh sáng, Chúa Giêsu đã dùng những cái vật liệu rất gần gũi với cuộc sống con người để nói lên chúng ta. Nếu muối đã ra nhạt, người ta chỉ còn có cách là ném ra ngoài cho người ta chà đạp. Vì thế nên từ đạo ở thời nào hay nơi nào khó hơn, bởi vì mỗi thời, mỗi nơi đều có những cái khó khăn thử thách riêng của nó. Các thánh từ đạo, cha ông của chúng ta đã phải hứng chịu bách hại, đặc biệt là những gian khổ về mặt thể lý như đòn vọt gông cùm tù tội. Còn chúng ta ngày hôm nay, dù không thử thách tương tự như thế, để giữ đạo và sống đạo với đúng ơn gọi của người Kitô hữu, chúng ta phải từ đạo bằng cách chúng ta mỗi ngày, mà người ta thường gọi là từ đạo trắng đấy, có nghĩa là chúng ta phải quyết tâm phải sống cái ơn gọi. Chúng ta thông phần vào cái ơn từ đạo đó bằng cái trở thành những chứng nhân. Khi người ta làm được tất cả những điều vớ va vớ vẩn, còn chúng ta không thể làm được điều đó, nhiều lắm, chúng ta không thể nào. Và chúng ta thấy chẳng hạn như người ta cân giả, nhưng mà chúng ta không thể làm được. Người ta nói tục, hay là người ta vu không, hay là người ta chia rẽ, người ta nói xấu, mình không được như vậy. Đời sống chứng nhân luôn luôn là cái chứng nhân, nó ảnh hưởng, lời nói nó thoảng qua nhưng gương lành lôi kéo. Đức Thánh Cha Phaolô VI và Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II người nhấn mạnh đến cái chứng nhân hơn thầy dạy. Vậy hôm nay nhân ngày lễ kính sinh nhật của Cha Thánh Đa Minh Đinh Đức Mẫu, mỗi người chúng ta xin Chúa cho chúng ta được mời được thông phần vào ơn từ đạo của các ngài, được mời gọi trở thành những chứng nhân của Đức Kitô để sống yêu thương, phục vụ, tin mừng của Đức Giêsu. Làm thế nào để cho hương thơm được lan của Chúa Kitô được lan tỏa? Chúng ta cũng xin Chúa qua lời truyền cầu của các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là Thánh Đa Minh mà hôm nay chúng ta mừng kính ngày sinh nhật trên trời của ngài. Các ngài đã theo gương vị tử đạo tuyệt vời, đó là chính Chúa Giêsu Kitô, và lòng mến của các ngài đối với Chúa Cha và yêu thương loài người một cách rất nồng nàn. Chúng ta cũng xin các ngài dạy cho chúng ta biết luôn đáp đền cái tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa qua Đức Giêsu Kitô để đến để cứu độ chúng ta, cho chúng ta được sống và sống dồi dào, để chúng ta đáp trả lại bằng chính cuộc sống chứng tá của chúng ta, trở thành những người loan báo tin vui, tin mừng của Chúa
nhất là bằng đời sống bác ái yêu thương. Xin cho cái chất mặn của Chúa Kitô luôn ở trong chúng ta, và xin cho cái độ nồng của men và ánh sáng của Chúa Kitô luôn chiếu sáng trên cuộc sống của chúng ta, để chúng ta trở thành những người loan báo tin vui của Chúa ở nơi môi trường mà Chúa muốn. Xin các thánh tử đạo Việt Nam và xin thánh Đa Minh Đinh Đức Mậu hôm nay chúng ta mừng kính truyền cầu và chúc lành cho chúng ta. Amen. Chúng ta cùng nhau đứng lên tuyên xưng niềm tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa.